Xin được chào mừng quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cũng như trên hệ thống Zalo, Facebook và Fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một căn nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền phía bên ngoài của căn nhà mình. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m2 và độ dài là 14m, được đúc kiên cố là một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Hướng của căn nhà mình là hướng đông nam, phù hợp cho khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và mình có khoảng độ 30 căn. Và đã xây dựng cũng như đã bán gần hết rồi. Thì mình chỉ còn lại sót lại có mấy căn thôi. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng căn nhà ở phía bên ngoài một chút xíu. Và căn nhà này thì đang có giá là 6 tỷ 500 triệu đồng. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển ra trục đường chính, đường Phạm Văn Chiêu thì rất là gần. Một con đường xe hơi, xe tải có thể là di chuyển vào căn nhà của mình rất là thuận tiện và rất là dễ dàng. Thì chỗ này Nhà đất Hoàng Tiến đang có 3 căn nhà và đang có giá là từ 6 tỷ 3 đến 6 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng cho một căn. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn có nội thất bên trong để gửi đến cho khách hàng. Cũng như mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực mặt tiền phía bên ngoài và di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu cho khách hàng. Thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa, mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh ở phía bên ngoài, được làm bằng sắt rất là kiên cố và chắc chắn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Cửa 4 cánh được cắt CNC rất là đẹp. Và di chuyển vào bên trong mình có thêm một bộ cửa 4 cánh được làm bằng mình có thêm một bộ cửa cuốn ở phía bên trong để bảo vệ cho căn nhà của mình. Thì căn nhà mình sẽ có hai lớp cửa bảo vệ rất là kiên cố và chắc chắn. Và khu vực này là khu vực phòng khách của căn nhà. Và nếu như nhà mình có xe hơi thì mình có thể ở dưới khu vực ở dưới tầng trệt này. Thì anh chị chủ nhà đã sắm nội thất cũng như cho mình một bộ bàn ghế sofa để phía bên trên tầng lửng của căn nhà. Để nhà mình có xe hơi thì mình để ở dưới khu vực dưới trệt. Còn nếu nhà mình chưa có xe hơi thì mình cũng có thể sử dụng làm phòng khách. Và phòng khách căn nhà mình thì hai bên mình được ốp gạch đá cao lên khoảng 1,5m. Và bên tay trái thì mình cũng có một cái tủ để mũ bảo hiểm cũng như giày dép. Và bên tay phải mình có thêm một cái tủ để mình để đồ. Cũng như sàn nhà mình thì được lót gạch đá bóng kính và sàn nhà mình thì được đổ bê tông rất là kiên cố để mình để xe hơi vào bên trong căn nhà không sợ bị lún. Phía bên trên thì mình có hệ thống đèn chiếu sáng và hệ thống đèn chùm. Đây là một căn nhà được thiết kế rất là đẹp và nằm ở trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và đang có một cái giá rất là mềm, chỉ có 6 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế full nội thất rất là đẹp này. Thì di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với khu vực cầu thang căn nhà. Thì trụ thang tay vịn cầu thang căn nhà mình được làm bằng gỗ đỏ và mặt đá hoa cương, đá kim sa. Mình sẽ có hai màu, một màu trắng và một màu đen. Cũng như đối diện cầu thang thì mình sẽ có một cái tủ rượu được làm bằng chất liệu gỗ cam xe. Và di chuyển vào bên trong là không gian phòng bếp căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 4 ghế đã được anh chị chủ nhà sắm sẵn cho mình. Cũng như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng gỗ cam xe và mặt đá hoa cương. Không gian phòng bếp căn nhà mình thì được ốp đá cao lên khoảng 1,5m. Được trang trí rất là đẹp. Cũng như phía sau căn nhà mình thì sẽ có một cái nhà vệ sinh và một cái giếng trời ở phía sau căn nhà để lấy gió và ánh sáng. Cũng như giếng trời này thì được anh chị chủ nhà trừ ra khoảng nửa mét. Và với bề ngang lên đến hơn 4 mét thì căn nhà mình được thiết kế giếng trời rất là thoáng và rất là mát.
Cũng như đây là khu vực nhà vệ sinh căn nhà. Thì nhà vệ sinh căn nhà mình được thiết kế rất là rộng và được các chị chủ nhà gắn hệ thống lavabo bàn cầu, vách ngăn tắm kính cũng như vòi sen tắm cao cấp. Và mình sẽ chiếu từ bên trong ra bên ngoài để cho hàng cùng chiêm ngưỡng cũng như tham quan một căn nhà chỉ với giá hơn 6 tỷ. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem một căn nhà phố nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm ngay ngã ba Phạm Văn Chiêu và cây Trâm, cũng như gần ngã tư Quang Trung và Phạm Văn Chiêu, rất là thuận tiện để mình có thể mua để ở hoặc là mở văn phòng công ty cũng như mua đầu tư cho thuê chỉ với giá 6 tỷ 450 triệu đồng. Còn thương lượng là đã bao gồm toàn bộ nội thất bên trong. Thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà này sẽ được anh chị chủ nhà tặng lại cho khách hàng khi khách hàng mua căn nhà này. Một căn nhà được thiết kế full nội thất rất là đẹp từ dưới trệt lên đến sân thượng để tặng kèm lại cho khách hàng. Thì khách hàng đang xem video hãy nhớ đăng ký kênh để được nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật những sản phẩm mới nhất lên hàng ngày để khách hàng cùng tham quan cũng như lựa chọn cho gia đình mình cũng như anh em bạn bè một căn nhà ưng ý. Và trên trang nhà đất Hoàng Tiến thì đang có rất là nhiều sản phẩm với nhiều mệnh giá khác nhau. Cũng như nhà đất Hoàng Tiến thì chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Với 3 quận và chuyên cung cấp nhà cho quý khách hàng với mệnh giá từ 3 tỷ cho đến vài chục tỷ đồng cho một căn nhà. Đây là không gian phòng ngủ phía trước căn nhà. Mình sẽ có giường và tủ quần áo. Phía trước mình có ban công để đi ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng, rất là mát cho căn nhà. Cũng như căn nhà mình thì được anh chị chủ nhà sắp xếp thì giường mình đang để về một mé, cho nên là nếu gia đình mình có nhu cầu mình có thể để chiếc giường ra khu vực ở giữa căn nhà, rất là rộng. Và mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng, có hệ thống lavabo bàn cầu, vách ngăn tắm kính và vòi sen tắm. Đây là không gian nhà vệ sinh của căn nhà. Và tiếp đến là mình sẽ di chuyển sang phòng ngủ số 2. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng ngủ chính, thì đã được anh chị chủ nhà full nội thất 4 phòng. Và khi khách hàng mua căn nhà này thì mình chỉ sắm thêm một ít đồ dùng nữa thôi, là mình có thể là sử dụng cho căn nhà của mình, rất là rộng rãi và rất là thoáng mát chỉ với giá hơn 6 tỷ. Thì quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tiến đón quý hàng đi xem. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực lầu 2 của căn nhà để giới thiệu khách hàng. Thì căn nhà mình được thiết kế với 4 phòng, thì 4 phòng ngủ của căn nhà mình đều giống nhau, cho nên mình sẽ chiếu sơ qua để khách hàng cùng tham quan. Toàn bộ cửa bên trong căn nhà mình, cửa chính được làm bằng gỗ cam xe, và cửa nhà vệ sinh căn nhà mình thì được làm bằng nhôm xin pha, cũng như cửa trước được làm bằng nhôm xin pha kính cường lực 10 ly. Rất là bền, rất là đẹp và rất là chắc chắn. Cũng như mỗi phòng ngủ căn nhà mình thì đã được anh chị chủ nhà đi sẵn hệ thống điện lạnh để cho khách hàng mình có nhu cầu lắp ráp máy lạnh thì rất là thuận tiện. Và mỗi phòng ngủ thì mình đều có nhà vệ sinh riêng. Thì mình xin nhắc lại là căn nhà này nằm trên trục đường Phạm Văn Chiêu, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm ngay ngã ba Phạm Văn Chiêu và cây Trâm, cũng như nay là thuộc đường Nguyễn Văn Khối, phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, và sát với lại ngã tư Quang Trung và gần trường học An Hội cũng như trường học Phạm Văn Chiêu, và gần ngân hàng Aribank. Thì từ vị trí căn nhà mình có thể di chuyển về trung tâm thành phố bằng nhiều con đường như con đường Quang Trung, con đường Trường Chinh. Và từ vị trí căn nhà mình thì di chuyển về
Sân bay thì chỉ khoảng 10 phút thôi, và mình về trung tâm thì khoảng 20 đến 25 phút, tùy vào thuộc vào cái mức độ di chuyển của gia đình mình. Cũng như căn nhà này thì đang có hướng là hướng đông nam, phù hợp cho cái nhà thuộc mệnh đông tứ trạch. Và căn nhà mình thì được thiết kế một trệt một lửng và ba lầu. Thì khu vực chính trệt là mình sẽ để gara xe hơi và phòng bếp, khu vực tầng lửng thì mình làm phòng khách, và hai lầu thì mình sẽ có bốn phòng ngủ. Cũng như phía bên trên thì mình có phòng thờ cũng như sân thượng trước sau. Đây là khu vực sân thượng phía trước của căn nhà. Mình sẽ có một cái sân thượng rất là rộng, và mình sẽ chiếu sơ qua lại cái khu vực nhà lầu phía bên ngoài để chàng cùng tham quan. Thì quý khách hàng đang xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với lại gia đình mình, chỉ hơn 6 tỷ một chút xíu, thì quý khách hàng hãy nhanh tay liên hệ về ngay hai số điện thoại đang hiển thị trên màn hình để được nhà đất Hoàng Tín đón quý khách hàng đi xem. Đây là khu vực sân sau của căn nhà, có cầu thang lên trên mái và đã được anh chị chủ nhà lập mái rất là kỹ càng. Rồi, video nhà đất Hoàng Tín đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.